Giữ Phượng Hành. Hành trình Thẩm Ly giao đấu phân định tỉnh Duyên. Thẩm Ly quyết định rời đi tại Giữ Phượng Hành nhưng bị Hành Chỉ ngăn lại, thậm chí giam lỏng. Ở những tập trước, Giữ Phượng Hành nhờ sự chủ động tiến tới Hành Chỉ của Thẩm Ly mà cuối cùng công lực của cô đã hồi phục thần tốc. Cả hai quyết định trở về tiên giới vì thiên ngoại thiên lở đá cần Hành Chỉ giải quyết. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Bích Thương Vương khiến tiên giới không hài lòng, ngược lại yêu cầu thần quân cắt đứt mối duyên này. Ngay lúc Ali muốn rời đi, Hành Chỉ bất đắc dĩ giam cô tại thiên ngoại thiên để giữ nàng ở lại. Linh Tôn khi biết Thẩm Ly còn sống ngay lập tức tìm đến tiên giới đòi người. Tuy nhiên, Thẩm Ly bị giam trong thiên ngoại thiên, không ai có thể vào được ngoại trừ thần quân, còn anh lúc này đang ở hạ giới để thu nhặt đá lở. Thẩm Ly vẫn sẽ ở thiên ngoại thiên trong sự giam cầm của thần quân, ngoài những lúc bị ép buộc thì có những khoảnh khắc Thẩm Ly muốn tự nguyện ở bên chàng. Cô còn tự trận trách đạo trời vô tình, lạnh lùng bất nhân, đạo trời vĩnh cửu, gì cũng cút đi. Sự tức giận này có lẽ đã tác động đến tiên giới, thiên lôi đang chuyển động. Không xong, không xong rồi, nhất định là thần quân lại làm ra chuyện gì không hay mới khiến thiên lôi chuyển động. Điều này khiến thiên quân liên tục phàn nàn. Bên ngoài hỗn loạn bao nhiêu thì trong thiên ngoại thiên lại yên tĩnh bấy nhiêu. Thẩm Ly vẫn muốn thuyết phục Hành Chỉ để mình ra đi. Cô tiếp tục bày tỏ, Hành Chỉ, ta thực sự thích ngài nhưng ta buộc phải rời xa ngài. Lời nói của cô chưa bị dứt lại bị cắt ngang. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, không được. Thầy thuyết phục mãi không có tác dụng, Thẩm Ly tức giận đòi giao đấu. Đừng nói nữa, đánh một trận đi. Hành Chỉ cũng đồng tình với đề nghị này, còn chủ động giao kiếm cho Thẩm Ly. Trước sự dứt khoát của Ali, thần quân chỉ có thể dùng tính mạng níu kéo. Trừ phi nàng giết ta, nếu không nàng sẽ không được ra đâu. Trước hành động này, Thẩm Ly đành tiếp tục bị giam lỏng. Nhưng khi tính tình nóng nảy bột phát, cô lại tìm tới Hành Chỉ. Lúc này anh chỉ có thể xoa dịu bằng cách làm ngơ, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mà nói. Đúng là không thể buông tay mà. Quả thực chiêu này có hiệu quả khi Thẩm Ly lại dao động không phàn nàn thêm. Sau đó Linh Tôn tìm gặp thần quân, thậm chí còn hỏi anh có phải đã biết thân lợi thật của Ali không. Và chắc chắn Hành Chỉ đã biết chuyện này từ lâu. Về Thẩm Ly, khi ở một mình trên thiên ngoại thiên, cô bắt đầu tìm hiểu và biết được kết cục bi thương của cha mẹ mình.